Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám nhé. Trên màn hình hiện tại là một bộ sập ngũ phúc Tùng Lộc 1m6 2m. Thì bộ này chúng tôi hoàn thiện cho anh khách hàng là anh sinh ở Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ. Trên màn hình là tổng thể hình ảnh của sản phẩm đây. Chúng tôi đang trong quá trình là phun sơn hoàn thiện. Bộ sập này thì được làm từ 100% là chất liệu gỗ gụ và kích thước là 1m6 x 2m. Bộ quay này là 18 chân 24 chân rất là to. Đây quay cho chị xem được. Đây là chân 24 và liền khối. Hôm trước anh bảo bố anh đã lên xem cũng như là ký duyệt phần mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay tôi đã hoàn thiện xong nhưng quay gửi tới lại cho anh cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Chính giữa là được đục chạm mà rơi ngậm chữ thọ và có hoa và mai điểu. Hai bên là nho sóc và chân thì là chân tùng lộc. Đó, những em mẫu sập ngũ phúc này chúng tôi giới thiệu đến quý vị khách hàng cũng rất là nhiều rồi. Hôm nay tôi sẽ không cũng giới thiệu nhiều nữa thì tôi chỉ quay qua liếc chi tiết cho mọi người tham khảo thôi. Đường nét hoa văn là cũng là được đục chạm rất là sắc nét. Cũng giống như những mẫu sập trước tôi quay. Đây. Tôi quay bên hông. Rất là đẹp, gỗ lạt sạch sẽ và đều màu, không có rác hay là ruột. Về mặt thì là sản phẩm này là có mặt là mặt hai lá. Chỗ này nó hơi ngược sáng một chút nên quý vị có nhìn ánh nắng, nó ngược chiều ánh nắng. Mặt hai lá và vân gỗ cũng rất là đẹp, quý vị thấy vân gỗ đây. Đó, vân gỗ. Đây, tôi quay tiếp theo là phần bên phần dạ ngang bên trái. Cái này nó bị ngược ánh nắng nên là hơi khó nhìn một chút, quý vị thông cảm nhé. Còn nhìn thực tế bên ngoài là rất là đẹp. Đó, mọi người có nhu cầu có thể liên hệ tới xưởng Đồ Gỗ Thùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 086. Và cơ sở có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Mọi người có thể xem thêm những hình ảnh sản phẩm khác tại website đồ gỗ thùng8.com. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm ở dưới phần mô tả video để mọi người có thể tham khảo rõ hơn. Ok, và hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2019. Và tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất chúng tôi đây. Phía bên trong là anh em công nhân là đang nghỉ giải lao giữa giờ. Tôi làm có hàng chục công nhân làm việc ở trong xưởng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.